Chào các bạn nhé. Cái quạt hơi nước của cái hãng Kangaroo này, khách đem tới bảo là không vào điện. Đây mình sẽ cắm thử cho các bạn xem này. Đây là cái fix của nó nhé. Thông thường ấy thì cái quạt này khi chúng ta cắm như này này, nó sẽ có một cái sensor nhiệt để đo nhiệt độ của trong phòng này và nó hiển thị nhiệt độ môi của phòng là bao nhiêu ở đây. Nhưng cái này khi cắm vào nó không có gì cả nhé. Bấm không có tác dụng gì này. Bây giờ mình sẽ tháo nó ra để mình xem nó lỗi gì để mình sửa. Và như mình phán đoán thì đây là cái bệnh bị hỏng nguồn cấp trước. Nên video này mình sẽ hướng dẫn sửa nguồn cấp trước của quạt hơi nước nhé. Để tiện cho các bạn theo dõi mình làm ấy, mình đã tháo nó ra, chỉ lấy mỗi cái mên lại thôi. Bởi cái quạt của nó phức tạp, mình không đặt lên cái bàn của mình được. Thì các bạn nhìn này, cái quạt này ấy, thì theo khách nghe tả ấy, thì là được đem từ trong miền Nam ra, tức là khách chuyển chuyển nhà từ trong miền Nam đi ra ngoài Bắc này. Sau đó là mùa đông ấy, thì cứ cắm điện suốt ở phòng ấy. Để mục đích là để theo dõi được cái nhiệt độ trong phòng. Tức là mùa đông khách không dùng nhưng mà khách vẫn để ở góc phòng và cắm điện liên tục cho nó để xem được cái thông số nhiệt độ trong phòng là bao nhiêu. Bởi vì cái này nó có cái hay là cắm điện là nó hiển thị được nhiệt độ mà. Thì sau khi mình tháo ra mình để ý này thì mình thấy ấy, là cái mạch này đã từng có thợ sửa. Thấy mình thấy có vết hàn ở trên một cái quận L này, đã thay cái quận L này bởi vì cái quạt này năm ngoái mình sửa khá nhiều. Thì mình thấy cái quận L này với quận này nó là màu đen cơ. Tức là quận nguyên bản của nó màu đen như này. Nhưng đây là đã có thợ thay ở quận màu xanh này. Và các bạn để ý này, mình nhìn qua thì mình thấy là có điện trở này nó bị cháy. Điện trở cầu chì bị cháy này. Rồi tụ bị lồi này, tụ chảy dịch nồi này. Hai con tụ lọc và lồi luôn này. Và mên thì khá là han dỉ. Tức là trong quá trình khách không dùng ấy, là khách cứ cắm suốt ngày này qua ngày nào ấy, thì là cái mạch nguồn này nó sẽ hoạt động suốt, dẫn tới là nó đến một lúc nào đó mà tụ nó hỏng và nó sẽ đánh chập tụ hoặc chập IC, dẫn tới là nó cháy cái điện trở cầu chì và khi đó mất nguồn. Thì mình đã vẽ ra được cái mạch nguồn của con này để mình nói qua, phân tích qua để cho một số bạn sẽ hiểu được cái mạch nguồn này nó hoạt động như thế nào. Và trước khi mình phân tích ấy, thì mình cũng nói qua về kết cấu của cái mạch này nhé. Đây là một cái quạch quạt hơi nước, nó có nhiều chức năng lắm. Ngoài chế độ là nó cấp vi xử lý này, nó đưa lệnh ra, nó cấp ngày xưa ấy, thì nó hay dùng dơ le để nó đóng một cái quận dơ le để cấp nguồn cho cái biến áp của cái phần tạo phần hơi nước ấy. Nhưng với cái model này ấy, thì nó không dùng cái biến này, dùng cái dơ le nữa mà nó kích trực tiếp một con chiếc to hơn này này, con BT134 này, nó to hơn. Bởi vì cái con biến áp này nó khá lớn mà, dòng nó khá lớn này. Dẫn tới là họ bây giờ nhà sản xuất là tiết kiệm là dùng một con chiếc để kích chứ không sử dụng dơ le nữa. Và nó có những con 1, 2, 3, 4 này, 4 con dơ le này ấy, thì 4 con chiếc này này. Thì tương đương với là 3 con chiếc là của 3 số 1, 2, 3 và một con chiếc nữa là của cái thúp năng. Ở đây nó có thêm hai con chi ác nữa này. Thì một con chi ác ấy nó sẽ cấp nguồn cho cái 220 cho cái bộ tạo ion này này. Tức là bộ tạo ra khí ozone ấy, thực ra ấy, nó chỉ là thêm chức năng này thôi nhưng mình nghĩ là nó chả có tác dụng gì đâu. Và một chức năng nữa ấy, là nó sẽ qua một con chi ác này nữa này. Tất cả các con chi ác này nha, nó có là do con MSU này đưa lệnh ra điều khiển nhá. Và một con chi ác nữa là nó ra cái chân CP này. Là chất chân cấp nguồn cho một cái cục trong này, nó có một con điện trở. Trong cái điện trở nó sẽ được, khi được con điện trở được cấp nguồn ấy, thì con điện trở nó sẽ làm nóng một cái khoang sắt bên trong này này và nó sẽ bốc hơi. Ở cái mạch cái quạt này nó có chế độ là diệt muỗi, tức là nó trong khi bán hàng ấy, khi quạt bán kèm theo ấy, nó có một cái lọ trong đó nó có cái dung dịch để khi mà nó bay hơi trong phòng ấy, là nó sẽ diệt được muỗi. Nó thiết kế thêm cả cái này nữa này, gọi là chức năng diệt muỗi. Thì bây giờ mình sẽ sửa nó trước. Nếu mà mình không sửa được thì mình mới độ. Cái này nó có phương pháp độ nữa đấy các bạn ạ. Trước khi thì sửa thì mình sẽ nói qua về cái nguyên lý của cái mạch này để cho
các bạn hiểu về tại sao ra cái nguồn âm 5V với lại dương 5V là như thế nào. Đây là toàn bộ cái mạch điện mình vừa vẽ ra này. Thì điện đầu vào nhá, mình vẽ chuẩn trên bên luôn này, nó có dây L và L này. Thì một dây ở dây L thấp này này, nó sẽ đi qua con điện trở cột chì, một con điện trở mình bảo nó đang bị cháy đấy. Nó sẽ chỉnh lưu được qua còn một con D1 để lấy cái lửa cái chu kỳ dương ở tại trên cái đường dây phía trên này này. Sau đó là cái sang bên này ta sẽ có điện áp là DC chứ không phải là điện áp xoay chiều nữa. Điện áp DC đấy sẽ được lọc bởi một con tụ 4,7mm 400V, con tụ mới bị lỗ này. Thì sau đó là cái điện áp dương 300V này, nó được đi qua một con L1 là cái con xanh xanh này nhá. Nó đã bị con L1. Sau đó nó sang bên này nó được lọc bởi một con tụ nữa. Sau đó là cái điện áp dương 300V này nó sẽ được cấp cho IC. Thì cái mạch này nó sử dụng một con IC là PL6024R này. Nó mình nhìn chân ấy, thì mình thấy nó la lá giống con LNK362 hay 364 ở trong các quạt điều khiển ấy, của Mitsubishi ấy. Nhưng mà nó có một cái khác thôi. Tức là mạch này nó thiết kế là hạ áp trực hạ áp dạng bức DC-DC. Thì nguyên lý của nó cũng khá giống với cái mạch của quạt Mitsubishi mình đã từng phân tích ấy. Thì chân 578 của nó được nối với nhau ấy, thì là nó là chân, mình cứ hiểu nôm na nó là chân D của một con MOSFET công suất nằm bên trong IC ấy. Và chân 12 của nó là chính là chân S của con MOSFET. Chân 3 của nó ấy, thì là như cái trên cái mạch này nó chỉ có một con tụ đấu về chân 12 đấu về mát thôi, là nó không sử dụng. Còn chân 4 của nó ấy, thì nó là chân VDD, là chân nguồn nuôi. Nó có cái khác với con LNK302-304 ấy, là chân 4 là chân đưa cái điện áp về để nguồn nuôi cho cái bộ tạo dao động bên trong. Tức là nó bên trong nó vẫn có cần nguồn nuôi, tức là khi mới cấp điện thì nó chỉ có một cái mạch mồi thôi, mồi từ chân 578 này đưa một cái đĩa mồi cho mạch tạo dao động thôi. Sau đó là khi mạch đã hoạt động rồi thì nó cần cái nguồn nuôi từ bên ngoài đưa vào chân 4 cho nó. Và đặc biệt là có khả năng là trong con IC này nó tích hợp những con điện trở phân áp để luôn lấy đầu ra, chỉ là 12V nhé các bạn nhé. Nó khác với con LNK302-304 ấy, là khi cái điện áp đi về chân 4 là chân FB này, mà cái phân áp về mà điện áp về thay đổi ấy, thì chúng ta có thể lấy được điện áp đầu ra thay đổi. Nhưng cái mạch này, cái con IC này có lẽ là nó chỉ thiết kế cho để tạo ra nguồn 12V thôi. Tức là với cái mạch thiết kế này ấy, là chúng ta không thay đổi được mức nguồn ra. Và như mình vừa mới vào tra dataset của nó ấy, thì là cái nguồn ra 12V của nó chỉ đạt khoảng tầm trên dưới 250mA thôi. Tức là con IC này nó chủ yếu là bọn Trung Quốc sản xuất phục vụ cho các mạch quạt hơi nước này thì phải. Và con IC này bây giờ trên các web của chúng ta cũng bán rất nhiều nhé. Các web ở Việt Nam ấy, nó trên dưới 10.000 thôi. Có web thì bán 8.000, có web thì 10.000. Có web mình thấy bán đắt nhất thì là 17.000. Thì mình cũng nói qua về cái nguyên lý của nó nhé, để cho bạn nào muốn tò mò, muốn hiểu về cách nguyên lý hoạt động của cái mạch này nhé. Sau đó mình sẽ sửa sau nhé. Thì nó cũng như con LNK nhé, khi chúng ta được mới cấp điện ấy, thì sẽ có điện áp dương 300V đặt tại chân D của MOSFET này. Thì thông qua một con điện trở mồi ấy, nó sẽ cấp một cái điện áp vào mạch tạo dao động. Thì mạch tạo dao động sẽ đưa cái xung ra kích ở chân G, đưa cái chuỗi xung ra kích ở chân G để cho con IC này đóng mở liên tục từ D sang S. Thì chúng ta cũng chia một chu kỳ kích MOSFET ra thành hai nửa. Nửa đầu ấy thì là xung ở mức đỉnh cao thì là MOSFET thông, còn nửa sau ấy thì là xung ở mức không thì MOSFET khóa. Thì lửa chu kỳ đầu nhá thì là xung ở mức cao ấy thì là IC sẽ dẫn từ D sang S này. Nó sẽ có một cái dòng chảy từ dương 300V đi từ D sang S này, đi qua L1 rồi đi về âm của 300V. Thì cái dòng chảy ở lửa chu kỳ này ấy, nó sẽ không lấy được ra một cái điện áp nào ra cả, mà nó chỉ tạo cho ra trên cái quận, trên cái lõi Farid của cái quận L2 này, nó có một cái từ trường, tức là nó tạo ra một cái từ trường ở trên cái lõi Farid của quận L2 ấy. Thì lửa chu kỳ sau ấy thì là con MOSFET bên trong IC sẽ khóa, thì cái dòng chảy này sẽ bị ngưng, nó không thông DS nữa mày. Thì bản chất của quận cảm hay của biến áp ấy, mà khi mà bị dòng chảy đang chảy từ trên xuống dưới ấy, mà bị ngưng lại mất ấy, thì cái từ trường còn tồn tại nằm trên cái quận L2 này, trên cái lõi Farid quận L2 này, nó sẽ có xu hướng giảm dần,
lúc đầu thì nó có xu hướng tăng dần nhá, khi có dòng chảy ấy, thì khi nó bị IC ngắt ấy, không dẫn nữa ấy, thì là cái từ trường đấy có xu hướng là giảm dần. Thì từ trường nó có xu hướng giảm dần ấy, nó sẽ sinh ra cái sẽ làm cho trên cái cuộn dây của cuộn N2 nó sẽ sinh ra một cái điện áp ngược, tức là điện áp nó sẽ ngược chiều so với cái điện áp lúc dòng chảy vừa nãy. Dòng chảy vừa trước ấy, thì trên là dương dưới là âm ấy, thì cái điện áp sinh ra nó lại ngược lại, thì dưới nó sẽ là dương, trên nó là sẽ âm. Thì cái dòng dòng sinh ra ngược này ấy, thì nó sẽ lấy được cái điện áp đầu ra cho chúng ta, nó sẽ lấy như này nhá. Thì nguyên tắc ấy, thì nó sẽ phải đi từ điểm nó xuất phát là dương này, hiện tại là dương này, nó phải về điểm âm của nó là đường phía bên này. Thì điện áp dương nó ra, nó sẽ phóng ra qua tải. Rồi nó sẽ đi, nó nạp trên con tụ C8, đặt nạp trên con tụ C8 này này. Sau đó nó đi về ở vị trí này. Và nó đi qua con D2 này để nó đi về âm của nó. Và có một dòng dòng xả của nó nữa, là nó sẽ từ dương của nó này, nó vòng qua D4 này. Nó cung cấp nguồn nuôi cho IC tiếp tục làm việc. Và cái nguồn nuôi đấy nó sẽ được nạp trên tụ C6 này, 4,7mm này. Và nó sẽ đi về ở chân đất 1,2 của IC và nó sẽ đi về âm của nó. Thì như vậy ấy, thì khi chúng ta nhìn ấy, thì ở đây sẽ là 0V. Chúng ta ở đây là 0V và ở đây sẽ là âm 12V. Ở phía đằng trên này nó là âm 12V này. Nó nằm trên con tụ C8 này nhé các bạn nhé. Con tụ C8 này này. Thì như ấy, chúng ta nhìn ấy, thì đây là 0V và đây là âm 12V ấy. Thì tóm lại trên con tụ C8 này chúng ta đo sẽ được có một cái điện áp là 12V. Và chúng ta nếu mà chúng ta nhìn ngược lại thì đây nó là 12V và đây sẽ là 0. Chúng ta lật ngược lại này. Thì sau đó là cái điện áp âm ấy, nó sẽ đi qua một con điện trở 51 ohm này này. Nó đi vào chân in của một con 7905 này. Con IC bé bé này các bạn nhé. Nó ở chỗ mình đang chỉ này này. Là con IC ổn áp 7905 ấy. Thì con IC đấy mình vẽ đây. Mình vẽ nó hơi khó hiểu nhưng mình sẽ vẽ đúng chân của nó cho các bạn xem ở trên sơ đồ ấy. Là chân 1, 2, 3 này, tương đương với chân 2 là chân in này, là chân ở giữa là in này. Chân 3 là chân out này. Và chân 1 đó là chân com đấy. Thì sau đó là, tức là khi chúng ta đo điện áp tại trên con tụ C8 này là chúng ta sẽ đo được điện áp là khoảng 12V này. Nhưng khi sau khi qua 7905 ấy, chúng ta đo được trên con tụ C9 này nhá. Con tụ C9 này này. Thì nó chỉ là còn là 5V thôi. Thì tức là ở dưới thì vẫn là thẳng là 0V, ở trên thì nó là âm 5V. Đáng lẽ bên này nó là trừ 12V, thì sau khi đi qua 7905 bên này nó là trừ 5V rồi. Thì chúng ta cái tưởng tượng nhá, cái mạch này ấy, thì nó thiết kế như này ấy, thì nó sẽ tạo ra là nguồn trừ 5V đấy. Nhưng chúng ta hãy lật ngược lại này. Thì chúng ta không nhìn ở đây nó là 0V nữa, mà chúng ta sẽ nhìn ở đây nó là 5V. Thì chúng ta sẽ nhìn thấy ở đây nó là 0V nhé các bạn nhé. Bởi vì như này này, cái điểm trừ 5V này ấy, nó sẽ được đấu vào mát toàn mạch. Đấu vào mát toàn mạch này nhé. Đấu vào mát toàn mạch thì tương đương với nó chính là GND của con IC vi xử lý. Nó chính là cấp vào chân mát của IC vi xử lý này. Còn cái đoạn 0V này, còn cái đường 0V này ấy, nó sẽ đấu vào chân VCC của IC vi xử lý. Chân VCC của IC vi xử lý này. Thì tương đương với nó chính là nó là 5V. Tóm lại là khi đó chúng ta sẽ đo giữa VCC, chân VCC của vi xử lý với đất, với chân đất của nó là luôn là 5V. Mục đích tại sao mà nhà sản xuất phải thiết kế như thế này ấy, thì mình có thể nói cho các bạn như này nhé. Ở tất cả các quạt điều khiển ấy, thì nó thường là nó sẽ sử dụng chiếc để cấp nguồn cho các cuộn dây của motor quạt ấy. Thì để mà kích được trực tiếp chiếc ấy, thì là nó phải lấy được một cái điện áp 5V. Cái điện áp 0V này này mà mình đang nói là 5V ấy, nó phải nằm trên một cái điện áp dây AC đầu vào. Các bạn nhìn này, nó là đi một cái điện áp AC đầu vào ấy. Thì như thế thì khi mà vi xử lý mà đưa lệnh ra, đây mình chỉ vẽ một con thôi nhá. Khi vi xử lý mà đưa lệnh ra để kích chiếc ấy thì là nó sẽ chân một chân của vi xử lý này này, nó sẽ được nối với mát. Nối với GND này này. Nối đất tương đương với nối với âm 5V này này. Thì nó sẽ dòng kích chiếc nó sẽ như thế này. Nó sẽ từ 0V này nhé các bạn nhé. Nó sẽ có một dòng chảy tới T1, chảy sang G, chảy qua con điện trở 680 ohm này để đi về đất, tức là đi về trừ 5V này này. Thì cái dòng chảy như thế nó sẽ kích mở chiếc thông được hai chiều T1, T2 với nhau.
thì một cái cuộn dây của cái mô tơ quạt đấy nó đã được cấp sẵn một cái dây L vào rồi, một cái dây L220 nó vào rồi. Thì cái dây L còn lại ấy, thì nó đi như thế này, chiếc đã được kích thông rồi mà, nó sẽ đi từ T1 sang T2 và cấp vào tiếp một đầu nữa của mô tơ quạt, thì mô tơ quạt sẽ chạy. Mục đích kích cái dòng chảy từ T1 sang G này, dẫn tới là nhà sản xuất nó phải thiết kế là cái đường cái điện áp VCC 5V cấp cho IC vi xử lý này, tức là VCC cấp cho chân VCC của vi xử lý ấy, nó nằm trên chính một cái đường dây điện đầu vào nhé, và thiết kế như thế các bạn ạ. Thì như mình ấy, trước mình phân tích cái mạch quạt Mitsubishi ấy, thì mình nói đây là 5V này, thì 5V này nó cũng chảy từ T1 sang G qua 680 ohm qua vi xử lý để về đất. Về đất tức là về về đất về âm 5V của nó ấy. Thì dòng chảy đấy thì cũng tương đương với cái mạch này, thì mình lại nói là chảy từ 0V này. 0V bây giờ với âm 5V thì 0V nó là ở điện áp cao mà. Thì nó chảy từ 0V này, nó đi qua T1, nó qua G và nó đi về GND, tức là nó về âm 5V đấy. Cái này thì nó hơi khó hiểu nhưng mà mình hiểu, không biết là mình nói như vậy các bạn có hiểu không. Thì nguyên lý kích của tất cả các loại chiếc ấy thì là nó đều có dòng chảy là từ T1 sang G hoặc từ G sang T1 nhé các bạn nhé. Các bạn để ý này, những con chiếc như này nhé, những con chiếc này này, khi chúng ta đo dùng đồng hồ đo thông mạch ấy, chúng ta đo T1 với G là luôn thông nhau nhé, T1 TG là T1 với G thông nhau và đo ngược lại giữa G và T1 cũng thông nhau nhé. Nhưng nếu mà chúng ta đo T1 với T2 là không bao giờ nó thông, hoặc là đo G với T2 thì không bao giờ nó thông, nó chỉ thông giữa T1 và G thôi. Bây giờ mình bắt đầu sẽ sửa nó nhé. Đầu tiên thì con điện trở cầu chì này cháy, mình sẽ bỏ nó đi này. À, cái này nó có nhiều phương pháp sửa các bạn ạ. Đầu tiên thì mình thử sửa zin xem có được không đã, bởi vì mình đang nghi là con IC này nó không chết các bạn nhé. Bởi vì mình đo đồng hồ mình đang để đo thang đo thông mạch nhé. Là mình chập hai que vào thì nó sẽ lên này, kia đồng hồ nó lên này đấy. Mình đo giữa chân D và S của con IC, chân D và S này thì mình không thấy nó lên, mình đo này đấy, kim nó chỉ lên một tí thôi chứ nó không chập, thì mình đang nghi là con IC này không chết, nên mình sẽ thử thay những con linh kiện chết, là bao gồm là như trên sơ đồ ấy, bao gồm là con điện trở này cháy này, con tụ này chết này, con tụ này cũng chết này, và con cuộn L1 này đang dỉ chân để mình xem nó nữa. Thì mình thử sửa zin xem được không. Nếu mà không sửa zin không được ấy thì con IC này mình có thể là độ một con IC khác được, nhưng mà nếu mà hướng dẫn cách độ ấy, thì là hơi khó. Thì là có phương pháp sửa zin nữa, sửa nữa ấy, là không sửa zin là chúng ta sẽ độ mạch nguồn khác vào. Như trên sơ đồ ấy thì chúng ta có thể là có một cái adapter nguồn ra 12V ấy, chúng ta sẽ độ 12V nằm trên đặt trên con tụ C8 này là được. 12V đặt trên tụ C8, hoặc chúng ta có cái adapter như mình này, mình có cái adapter nào ra 5V này, thì mình sẽ cấp cái nguồn 5V từ cái adapter nó vào trên trên con tụ C9 này. Tức là chúng ta có thể dùng adapter là 5V cũng được, hoặc là 12V cũng được, hoặc là nếu mà các bạn không có adapter ấy, các bạn sẽ dùng những cái biến áp sắt từ ấy, thì nó ra được nguồn AC, nó ra được khoảng 10 cho đến 12V ấy, AC, sau đó chúng ta sẽ chỉnh nhu cầu. Rồi chúng ta cấp trực tiếp âm dương trên trên đầu của con tụ C8 này cũng được nhé. Bởi vì cái điện áp 12V này có thể nó lên 14V, có thể xuống đến 9V. Thì là qua 7905 thì cái nguồn 5V đầu ra này nó vẫn ổn định để cho mạch chạy bình thường. Cái la mạch này thì IC nó sẽ không chết. Bởi vì mình test thử rồi. Bây giờ mình sẽ thử sửa nhé, xem có được không nhé. Sau đó mình sẽ độ. Mình sửa gì mình vẫn ưu tiên sửa zin. Khi không sửa zin được thì bắt đầu mình mới độ. Nhưng mà để mà muốn nhanh ấy, thì các bạn có thể là độ nó nhanh hơn. Độ một cái nguồn cái mạch này, cái quạt này thì nó có cái hốc của nó to lắm, nên chúng ta độ thoải mái luôn. Nó không như ở quạt Mitsubishi nó hơi bé, độ hơi khó. Nhưng cái quạt này cái khung diện tích bên trong của nó còn trống nhiều. Và mình thấy ở trên trên vỏ nhựa của nó còn có cả một cái vị trí đặt sẵn để lắp cái biến áp sắt từ cơ. Tức là nó có model nó lắp biến áp sắt từ.
Con này mình đoán là con cảm là đã có thợ sai thay vào này, nhưng cái cuộn cảm này nó chỉ là cuộn lọc thôi, nó không quan trọng lắm, nên chúng ta lắp thay không đúng cũng được. Nhưng cái cuộn L2 này thì quan trọng hơn nha các bạn này, nó quyết định điện áp đầu ra ấy, và quyết định IC chạy bền hay không ấy. Cuộn đấy mà số vòng dây lớn ấy, thì IC sẽ chịu tải ít, thế là IC sẽ ấy. Còn đâu cuộn dây mà ngắn ấy, có thể IC khi chạy sẽ nóng. Cái cuộn L này thì nó không chết, nó chỉ bị dỉ chân thôi, nên mình tháo ra để mình vuốt lại chân cho nó. Đứt hết chân rồi các bạn ạ, mình cắt sơ cái cho dỉ đi. Mùa hè tới là bếp từ lại sửa ít, quạt điều khiển là sửa nhiều. Cái quạt hơi nước mình sửa nhiều thì mình thấy nó có một cái nhược điểm này nhé các bạn nhé, là cái bo mạch này này là nó nằm phía trên của cái khay nước ấy, và khi mà bếp quạt nó chạy ấy, nó tạo ra cái hơi sương ấy, thì cái hơi sương đấy nó cũng bay lên cái mạch điện này, và nó dẫn tới là nó rỉ mạch và nó đánh hỏng, mình gặp nhiều lắm. Đấy, bây giờ mình sẽ thay hai con tụ 4,7 mi, sau đó mình sẽ test thử xem nó có chạy được không, xem con IC có sống không, không thì mình sẽ độ nguồn. Mình tạm thời mình sẽ không lắp con điện trở cầu chì 22 ohm mà vội, mà mình sẽ ở vị trí đấy mình sẽ lắp bằng chính bằng cái bóng đèn, chính bằng cái bóng đèn để 40W để thay thế cầu chì. Mình cái đo thử cái đồng hồ này của mình, nó dạo này nó tiếp xúc không tốt ấy. Mình đo thử cái con D1 xem nó có chập không. Vậy là D1 không chập, một chiều lên một chiều không lên là nó không chập. Mình thay bằng cái bóng đèn bằng chính vào vị trí của cái điện trở cầu chì 22 ohm nó cháy nhá. Sau đó mình cấp điện thử xem nào. Cái này thông thường nếu mà mình làm mà không làm video như này ấy, thì mình sẽ không cắt dây, không tháo hết dây của nó ra như này đâu, mà mình sẽ đặt cả cái đấy lên trên bàn, sau đó mình cứ làm thôi, làm xong là mình lắp lại. Chẳng qua là quay cái video này nên mình phải tháo bung hết ra như này cho dễ nhìn chứ không dễ lật mạch hơn. Mình sẽ cấp thử nhá, xem là nó có lên được cái gì không nhá. Hy vọng là nó vẫn sống, còn IC ấy. Để mình xem đo. Nó có một con điện trở 4,7K này, để ghim điện áp tải, dạng như tải giả trên cái đường 12V ra nhé. Mình sẽ đo điện áp đầu ra trực tiếp trên cái con điện trở đấy. Đây là chính là con R6 này nha các bạn nhé. Đấy, để mình đo thử xem nó có được không. Mình cắm điện thử nha. Đấy, vậy là IC không chết nhé các bạn nhé, nó lên được này. Mình đoán không nhầm mà. Nó ra được 12,2V này các bạn kìa. Ok nhé. Mình rút điện ra này, mình sẽ cắm thử lại cho các bạn nhìn cho rõ nhé.
Đấy, nhiệt độ nó là 31 độ rồi. Đây là on này. Các số này. Ok này. Cái nhiệt độ đây này, cái quạt này nó có cái đặc biệt này mà khách cứ cắm suốt là như này này. Là nó có cái hiển thị nhiệt độ mùi ở trong phòng. Tức là ở đây này các bạn này, nó có một cái sensor nhiệt này. Nó có một cái sensor nhiệt các bạn này, mình đang cầm trên tay này, nó quấn như này, nhưng nó là cái sensor cảm biến nhiệt đấy nhá. Để nó đo được nhiệt độ của phòng ấy. Vậy là con này nó chỉ chết hai con tụ lọc này và một con điện trở 4,7 con điện trở 20 cầu chì 22 ohm thôi. Chứ IC nó không chết bởi vì mình đo thấy nó không thông mà, không chập mà. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn một cái cách sửa lửa, đó là độ mạch cho bạn nào mà khi mà gặp mà IC chết nhé các bạn nhé. Mình sẽ sử dụng một cái adapter như mình vừa nói là 5V này. Và vì là adapter này là 5V ấy, nên mình sẽ không thể nào mình cấp vào trên con đầu con tụ C8 được. Bởi vì điện áp ở đây nó phải là cao thì nó mới đi qua điện trở, nó mới hạn được xuống. Và đây là 5V, ra 5V chuẩn rồi, mình sẽ cấp trực tiếp trên cái đầu con tụ C9 này các bạn nhé. Thì là đủ 5V luôn. Chúng ta sẽ cấp đúng chiều thôi. Nguồn AC220 đầu vào cho cái bo này ấy, thì chúng ta sẽ lấy câu vào chính cái đầu vào AC vào này này. Điện L, cái đầu LL này. Hai cái cực ấy, đây này, như ở trên này nó cũng ghi này các bạn nhé. ACL này. Và ACL thấp này. Và cái nguồn 5V ra ấy, thì chúng ta sẽ câu dương vào đầu dương của tụ C9 và 0V thì vào âm của tụ C9 sẽ là nó sẽ được. Đây nha, mình sẽ thao tác luôn cho các bạn xem nhé. Đầu tiên mình sẽ lấy cái điện dương 5V đã nhá. Đây là dương 5V này, nó có cái vị trí cái mạch nguồn của mình nó có cái biểu tượng là dương 5V này, mình sẽ lấy nó này. Mình sẽ cấp vào trên cái tụ C9 là cái tụ này các bạn này. Thì mình sẽ cấp dương vào nó. Rồi âm của cái nguồn 5V ra. Mình sẽ cấp vào âm của con tụ đấy. Sau đó tiếp theo là điện áp xoay chiều nó vào nhá. Cái cục adapter nguồn 5V mình đang thử độ vào trên cái này ấy, là mình mua rời. Hồi mình mua là 17.000 một cái. Mình mua 20 cái, bây giờ mình vẫn còn khoảng chục cái nữa. Thỉnh thoảng là gặp phải cái mạch nào đấy mà IC khó kiếm thì mình sẽ độ nó vào. Thường là mình hay độ vào đầu kỹ thuật số DVT2 nhiều. Khi mà chúng ta xác định cái con IC nguồn nó bị chết ấy, con IC PL6024 ấy chết ấy, thì chúng ta phải tháo nó ra, sau đó chúng ta mới độ cái mạch này vào nhá. Tháo bỏ nó đi. Tháo bỏ ra khỏi mạch và tháo bỏ cả con điện trở cầu chì nữa. Con điện trở 22 ohm ấy các bạn ạ. Đấy, như vậy là mình sẽ câu cái nguồn này, ở đây mình câu nguồn ấy của nó nữa, dây điện vào nữa. Như vậy là mình đã câu cái nguồn độ vào cho nó nhé, bây giờ mình sẽ cắm thử xem nó ok không nhé, xem nó có lên bình thường không nhé. Mình cắm điện này. Các bạn thấy không? Nó vẫn lên bình thường là ok chưa? À, bật nó vẫn chạy này. Đấy.
Ok cho các bạn nhé. Mình sẽ lắp nó vào cái quạt sau vì lắp nó rất là dây dợ, nó rất là rắc rối. Còn video mình sẽ kết thúc ở đây. Chào các bạn nhé.